chào mọi người ha. Thì vừa làm một con xe cho người khách ha. Thì xe này nó bị mấy cái bệnh đơn giản của vi sành thôi, chứ cũng không có gì nặng hết, nhưng mà anh em sơ ý thôi, anh em sơ ý nên là nó giật anh em thôi, chứ không gì hết, nó đơn giản mấy cái bệnh nan y của nó. Thì cái xe này thứ nhất là hư cái tổ bogie thôi đó, báo lỗi 52 CKB đó. Và thêm một cái nữa, xe lúc đề rồi lúc không thì nó bị đứt cái dây chắn sụp đỏ ha. Cái dây chắn sụp đỏ này á, nếu mà xe có vào đạp nó đứt cái cọng dây này ra, anh em đạp vẫn nổ máy ha. Cái dây này là dây để nó khởi động cái vô lăng từ để cho nó đề máy thôi. Đây cái dây này đây, thì nó cọ dưới, anh em sơ ý anh em bỏ qua vấn đề này. Thì cái xe này khách đưa làm là nó bị cái triệu chứng là chạy nó muốn tắt ha. Đó, nó muốn nó tắt thì lỗi bơm rồi là ok nha mọi người. Lỗi bơm xe này không có bị hư nha mọi người, báo lỗi 52. Thì kiểm tra thì hư cái tổ bogie. Anh em hoàn toàn không có thay, và anh em cũng không có coi kiểm tra cái chỗ mà lúc được lúc đề được lúc không nè, thì nó bị cái dây chắn sụp đỏ nè anh em. Đó, nó cọ xuống cái vách máy ha, nó cọ xuống vách máy. Rồi anh em không có kiểm tra kỹ thì mình moi ra, mình cắt ra thì nó bị cọ cái cọng dây này. Thì bây giờ á, cái cọng dây này nếu như anh em vịn vô đây, anh em đề máy, anh em nổ máy xong anh em tháo này ra, sẽ dẫn nổ máy nha. Cái dây này là dây để đề thôi. Đó, dây này để đề thôi ha. Trừ khi nào nó bị cái dây mà xanh biển sọc vàng này đứt ra này, cái xe này nó mới là không nổ máy, nó không có lửa nha anh em. Đó, còn đứt trong ba cái cọng dây này vẫn còn cái dây xanh biển sọc vàng, nếu xe có vào đạp anh em đạp vẫn nổ máy bình thường nha anh em. Đó, ví dụ như cái ở dưới đây là dây cái dây nâu sọc vàng, dây xanh lá và xanh biển sọc vàng, ba dây này còn, nếu xe có vào đạp thì anh em đạp máy nổ máy nha anh em. Đó, chỉ bị trong mấy cái dây tín hiệu của CKB này thôi. Đó, nếu mà đứt mấy cái dây này anh em đạp vẫn nổ. Thì xe này có hai bệnh, một là đề lúc được lúc không, thì do nó bị đứt cái dây trắng sụp đỏ, đỏ sụp trắng như nè đó, nó đứt cái dây này. Thì anh em giờ vịn vô đây, anh em đề phát một nổ, anh em tháo này ra xe vẫn nổ máy bình thường ha. Đó, phải bị chụp bogie. Mấy cái này anh em ít có làm á, nên là vô rồi nó giật anh em thôi, chứ mấy cái bệnh cảm sổ mũi này xe nào nó cũng bị cái trường hợp này hết, thì vô cứ kiểm tra sơ sơ cái đó thôi ha. Rồi chia sẻ anh em kỹ cái chỗ này, nó cọ xuống đất đây, nó cọ nè, cọ ngay đây nè, đó nó cọ ngay đây ha. Đơn giản dễ xử lý nha mọi người, dễ dễ xử lý. Chữ nào nó chết mà chết lâm sàng mà dạng như là chạy nóng lên nó chết thì nó giật anh em thôi, chứ còn nhẹ nhẹ vậy thì cũng không có giật nổi đâu anh em ơi. Hôm nay Covid nên là tình hình cũng mệt mỏi nha anh em, thì cũng còn lác đác vài con xe thôi. Mới nhận thêm mấy con ở đây, mình giờ chỉ còn có mấy coi một ít xe nha anh em. Rồi thôi, buổi sáng like tí xíu mấy cái bệnh đơn giản của mấy dòng vi sành anh em ha. Thì vi sành thì thường là cứ lỗi motor hết than, nó bị chết lỗi dạng hết, mà hết dạng còn tí xíu anh em chạy nóng lên cái là nó đơ, nó tắt là bơm xăng chụp bogie thường có mà ít lắm. Thì cái nào mà mình cứ lấy số chuẩn của nó, ví dụ như của nó zin nó khoảng cho là phạm vi 10 kg đi, mà giờ mà mình ra mình đo mà mình thấy nó còn khoảng 60 kg thì thay mẹ đi, nó yếu rồi mình thay. Đó, còn CKB thì cứ kiểm tra tín hiệu từ ECM cấp về, khi bật khóa nhích qua lăng gì đó anh em học rồi thì anh em cứ chốt cái điện áp đi, nếu mà nó sai lệch quá nhiều thì mình thay nó luôn. Tại vì cái phạm vi của nhà sản xuất mà, ví dụ nó đang cho ở cái phạm vi 10 mà giờ còn 5 thì thấy nó yếu rồi, nó cũng dạng thở mà thở gấp quá thì nó chết, thì mình thay thôi. Rồi thôi vậy anh em ha. Mình đi làm cũng lo, cũng có nhiều ban lắm mà không có thời giờ quay mọi người ơi. Không có thời giờ quay để chia sẻ với anh em mấy cái bệnh đơn giản, thì anh em làm nhiều thì dễ xử lý, nhưng cũng còn nhiều anh em thợ mấy cái khâu đó chưa xử lý được mọi người. Nhiều lúc kêu họ đo chụp bogie với mua bình thường họ còn không biết đo sơ cấp sao, thứ cấp sao luôn mọi người. Đó là nó giật anh em thôi chứ không gì hết á. Nên là nếu mà có thời giờ bỏ ra một chút, anh em mình đi giật lấy kiến thức về những xe công nghệ mới này, sau này mình làm phục vụ nó mới tốt hơn nha mọi người. Cái xe này mình nhận chút mình làm nồi mọi người.
nguồn vốn, chút nữa mình làm nồi bể độ. Thì giờ chỉ còn có con bay xì là chút giao xe. Con này thì làm đợt làm đó anh em, đợt mà bị kêu lạng dên đó mà Covid này quá rồi, không biết người ta đâu mất tiêu luôn, không thấy người ta ghé lấy xe anh em ơi. Thì có nhân điện cho người ta rồi, giờ chỉ còn có chắc có mười mấy chiếc á, còn mười mấy chiếc còn cậy làm tàn mọi người ơi. Chứ làm tranh thủ làm, cứ làm hết xe này xe khác nó vô mình cũng không có giải quyết nổi. Rồi thôi kết thúc video nha mọi người, chào anh em nha. Kết thúc video. Chào mọi người nha.